thuốc tránh thai là phương pháp được nhiều chị em áp dụng để ngăn ngừa mang thai ngoài ý muốn. Khi dùng thuốc, một lượng hormone đi vào cơ thể sẽ ngăn cản hiện tượng rụng trứng, từ đó khiến quá trình thụ thai không xảy ra. Uống thuốc tránh thai khi nào, trước hay sau khi quan hệ là thắc mắc của không ít các chị em khi có ý định sử dụng thuốc tránh thai. Cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thuốc tránh thai hiện được chia thành hai dạng là thuốc tránh thai hàng ngày và thuốc tránh thai khẩn cấp. Mỗi dạng có cách sử dụng khác nhau. Thuốc tránh thai hàng ngày chứa estrogen và progesterone, có tác dụng ngăn cản sự rụng trứng, làm dày lớp màng nhầy cầu tử cung, ngăn cản tinh trùng bơi về phía tử cung để thụ tinh, làm biến đổi thành tử cung không thích hợp cho trứng làm tổ, do vậy mà có tác dụng tránh thai. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm tránh thai hàng ngày được chia thành hai loại, vỉ 21 viên và vỉ 28 viên. Đối với vỉ 21 viên, cách uống vỉ đầu tiên, dùng một viên một ngày từ ngày thứ nhất của chu kỳ kinh, liên tục suốt 21 ngày. Nếu kinh nguyệt đã xảy ra trong vòng 5 ngày, uống viên đầu tiên vào ngày thứ 5 và tiếp tục một viên trên ngày cho đến hết vỉ thuốc. Dùng kèm bao cao su hoặc kiêng giao hợp trong 7 ngày đầu uống thuốc. Cách uống vỉ kế tiếp, nghỉ 7 ngày sau khi uống hết vỉ đầu tiên, bắt đầu uống vỉ thứ 2 cho dù kinh nguyệt xuất hiện vào ngày nào. Đối với vỉ 28 viên, ngoài 21 viên chứa hormone tránh thai còn có thêm 7 viên giả dược không chứa thành phần hormone. Việc có thêm 7 viên giả dược nhằm giúp người dùng uống thuốc liên tục tránh quên thuốc. Cách sử dụng cũng giống như loại 21 viên. Uống viên thứ nhất vào ngày đầu của chu kỳ kinh nguyệt, mỗi ngày một viên cho đến hết 28 viên của vỉ thứ nhất thì chuyển sang uống vỉ thứ hai và cứ tiếp tục uống hết vỉ này thì sang vỉ khác. Mặc dù không quy định giờ uống thuốc tối ưu, các bác sĩ khuyến cáo chị em nên uống vào một thời điểm cố định trong ngày để tránh quên thuốc. Tốt nhất nên uống vào buổi sáng để trong trường hợp quên thuốc thì có thể uống bù một viên vào buổi chiều hoặc tối cùng ngày. Thuốc có thể uống cùng hoặc sau bữa ăn và cần nuốt nguyên viên. Thuốc tránh thai khẩn cấp có thể ngăn ngừa mang thai sau khi quan hệ tình dục không được bảo vệ hoặc trong trường hợp biện pháp tránh thai sử dụng không thành công, chẳng hạn như bao cao su bị trượt, sách hoặc quên uống thuốc tránh thai hàng ngày. Thuốc tránh thai khẩn cấp là thuốc có chứa loại hormone gọi là levonorgestrel. Hormone này ngăn ngừa mang thai bằng cách ngăn chặn trứng rụng được giải phóng, có thể ngừng thụ tinh và giữ cho trứng được thụ tinh nhưng không được cấy vào trong tử cung. Thuốc tránh thai khẩn cấp chủ yếu được dùng trong một liều với một viên thuốc. Hiệu quả của nó phụ thuộc vào thời gian uống kể từ khi có phát sinh quan hệ tình dục không an toàn. Theo khuyến cáo, thuốc cần được uống càng sớm càng tốt và tốt nhất là trong vòng 72 giờ sau khi quan hệ tình dục không được bảo vệ. Không dùng thuốc tránh thai khẩn cấp quá 2 lần trong 1 tháng và 3 lần trong 1 năm để tránh ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.